Vâng, một lần nữa nông dân cộng sản Dương Vi xin kính chào cô dì, chú bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Hôm nay là sáu cuối tuần rồi, nên Dương Vi sẽ làm cái live cuối tuần giao lưu, chia sẻ một cái nội dung rất là hay. Cái nội dung của live hôm nay thì Dương Vi sẽ nói về cờ vàng nô lệ trong cờ vàng nô lệ. Đấy, tại sao lại có tớt như vậy? Thì sau đây Dương Vi xin đi vào nội dung chính. Cờ vàng, nô lệ trong cờ vàng, hoặc nô lệ cờ vàng của cờ vàng. Như chúng ta đã biết, năm 1890, vua Thành Thái ra chiếu thư công nhận lá cờ ba que, lá cờ vàng ba sắc đỏ ấy, là lá cờ của quốc gia Việt Nam. Nhưng trước sự ra đời của cái lá cờ này thì vào năm 1887, lúc đó vua Thành Thái ấy, cho quan đi cống nạp cống phẩm cho thực dân Pháp. Thì trong quá trình dùng tàu vận chuyển hàng cống phẩm các thứ sang bên Pháp ấy, thì không có cờ. Đến năm 1889, đầu năm 1889 ấy, thì cái hải quân của nước Pháp người ta không cho cập cảng bởi vì không có cờ. Chính vì vậy ba ông quan được phụ trách đưa hàng cung phẩm sang Pháp không có cách nào khác, thì vua chúa ngày trước chủ yếu dùng hai cái màu chính là màu vàng và màu đỏ, là hai cái gam chủ đạo. Thì cái khăn trải bàn là màu vàng đó, sai tỷ nữ may thêm ba cái sợi chỉ màu đỏ thành cái cờ ba sọc màu đỏ. Sau quá trình về nước cuối năm 1889 về nước tâu với vua Thành Thái, đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Thì đến khoảng tháng 2 tháng 3 năm 1890 thì vua Thành Thái ra chiếu thư công nhận cái lá cờ vàng đó là cờ quốc gia dưới sự bảo hộ của thực dân Pháp. Đó là nô lệ một lần. Và tiếp đến ấy, sau khi đánh đuổi thực dân Pháp năm 1954, thì đến năm 1954, cuối năm 1954, đầu 1955, thì Ngô Đình Diệm lại nhân danh Vĩnh Thụy á, vua Bảo Đại, lấy lá cờ vàng đó ra để kêu gọi người dân ở trong nước tập hợp dưới sự thống trị của cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, lại lôi cái lá cờ vàng đó ra làm nô lệ cho đế quốc Mỹ một lần nữa. Đấy là hai lần. Cái lá cờ đó tồn tại từ 1954 cho đến năm 1975. 30 tháng 4 năm 1975 là cuốn gói ra khỏi bờ cõi Việt Nam, hết cái thời kỳ nô lệ ở trên lãnh thổ Việt Nam. Nhưng sau khi cuốn gói ra đi ấy, ngày 30 tháng 4 ra đi ấy, cái lá cờ đó không được các quốc gia ở trên thế giới người ta công nhận. Thì cái chính những người yêu cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa hoặc là những người lính của chế độ Việt Nam Cộng Hòa vẫn tiếp tục cầm cái lá cờ đó đi khắp, lưu vong ở khắp năm châu bốn biển. Cụ thể hơn, tại California là thủ phủ của cái lá cờ vàng, lại tiếp tục làm nô lệ cho người dân bản xứ, người dân nước Mỹ. Đúng không? Và đến ngày 6 tháng 1, cái lá cờ đó rất được vinh dự là được cắm trên cái tòa nhà Quốc hội Mỹ lần cuối cùng trên lãnh thổ của đất nước Mỹ, là kết thúc cái cuộc đời nô lệ của lá cờ vàng ở nước Mỹ. Thì bây giờ cái lá cờ vàng đó còn tung bay ở sát sườn là Canada, châu Âu, Úc,
một số nước ở châu Á. Nhưng chắc chắn rằng cái cờ vàng này tiếp tục lại làm nô lệ cho cái đám cờ vàng ở châu Âu. Và dưới sự chỉ đạo của tổ chức Việt Tân thì cái đám cờ vàng sau này sẽ bị triệt tiêu, bởi vì cơ quan liên bang FBI Mỹ liệt vào danh sách bạo loạn khủng bố, nên các quốc gia trên thế giới người ta không chấp nhận, thì sẽ bị tập hợp dưới cái lá cờ của tổ chức Việt Tân là bông mai trắng nền màu xanh, thì tiếp tục làm nô lệ cho cái lá cờ của tổ chức Việt Tân. Cụ thể hơn, bây giờ dưới sự lãnh đạo của Đỗ Hoàng Điểm à, nhưng Đỗ Hoàng Điểm sau này sẽ bị cái tổ chức Việt Tân ở châu Âu, cụ thể hơn là cái chi nhánh ở Úc, nó sẽ hất cẳng Đỗ Hoàng Điểm và nó xây dựng cái đế chế Việt Tân mới. Đấy là toàn bộ nội dung của cái lá cờ vàng nô lệ trong nô lệ. Đấy. Tin này ở đâu chính xác không em? Rất là chính xác. Nếu mà không chính xác, mời thế giới tự do lên trao đổi phản biện. Chào Trung Bình, chào tất cả mọi người nhé. Cái chủ đề hôm nay Dương My đưa ra rất là rộng mở, không riêng lá cờ. Nếu mà mọi người có ý kiến thì cứ lên đây phản biện hoặc còm cũng được. Thành Nam kệ người ta, em ơi cũng là hoài niệm nếu họ không chống phá đất nước. Vâng, nếu mà người ta không chống phá đất nước thì Dương My không nói đến làm gì. Nhưng mà ở đây người ta lợi dụng cái lá cờ vàng, lôi cái lá cờ vàng ra để cổ suý kích động người dân ở hải ngoại tập hợp dưới danh nghĩa là chế độ Việt Nam Cộng Hòa, lừa đảo bịp bợ, từ đó kích động xúi dục bà con ở trong nước. Nên là Dương My cũng phải nói thôi. Nào A Quy, Nguyễn Hùng Lân, Đông Tà, nửa đêm qua chửi Dương My hang lắm mà. Mời lên đây. Dương My vẫn như vậy. Cách đây 4-5 năm về trước, các anh các chị là những người đấu tranh giết Dương My, và bây giờ Dương My vẫn như vậy, vẫn như trước kia, không có gì thay đổi cả. Còn các vị lợi dụng danh nghĩa lá cờ vàng lừa đảo bà con nhân dân ở đất nước, cụ thể hơn ông ta A Quy, Nguyễn Anh Quân là Vũ Sư Hùng Lân, thằng bồ của con Đức Giang, thông qua cái thằng Hạt Nám Trần Cường ở thành phố Hồ Chí Minh lừa đảo ba bà ở thành phố Hồ Chí Minh lưng. Về kinh doanh bất động sản, buôn bán thuốc tây, lừa đảo ba bà hơn 60.000 đô la. Đó, cũng dưới danh nghĩa cờ vàng á. Hôm qua hỏi Dương My à, thế chị Xuân Thanh bị bắt cóc hay là bị hay ra tự thú? Nhà nước, đài truyền hình người ta bảo ra tự thú thì Dương My biết là tự thú. Còn các vị cho là bắt cóc, ừ thì cứ cho là bắt cóc đi, được không? Nhưng mà nếu mà bắt cóc thì cảnh sát Mỹ, cơ quan tình báo Mỹ, quân đội Mỹ, lực lượng hải quan Mỹ, hải quan của Đức đi đâu hết rồi? Bọn nó chỉ là bù nhìn à, là con rối à? Đúng không? Như vậy á thì phải nói rằng an ninh Việt Nam rất là giỏi.
Còn nói về cái vấn đề ở tham nhũng ở Việt Nam vấn nạn hay là quốc nạn thì Dương Vy có trả lời, còn trả lời rằng ấy, cái vấn đề tham ô tham nhũng ở quốc gia nào có cái này ấy, nó chỉ là vấn nạn nhưng mà trước sau thì cũng bị xử lý. Nghe nó chối tai nói nên là Dương Vy cũng thoát ra vậy thôi. Còn nó giỏi ấy, Hùng Lân, Đông Tà, A Quy Nguyên lên đây tranh luận sòng phẳng tay đôi. Chào Loan lên, chào tất cả mọi người, chào Giang Hoàng. Cuối tuần làm live rộng để giao lưu chia sẻ nói chuyện. Còn đối với Bích Trang không chồng ba đứa con chuẩn bị lấy Hùng Lân thì bị mắc Covid, mà cái đám này á nó chỉ đấu tranh đi đấu tranh lại, quanh đi quẩn lại lừa đảo bà vợ bị vợ bà con ở trong nước thôi. Cái tư duy, cái tư duy làm nô lệ từ đời cha ông, từ đời cũng không nói tên, từ năm 1890 cho đến bây giờ, trước đấy lá cờ bà que, bây giờ lại tiếp tục làm nô lệ phục tùng quỳ gối với đế chế của Việt Tân, cái đế chế phản quốc của tổ chức khủng bố Việt Tân. Nếu các anh các chị là những thành phần yêu chế độ quen củ hiếp lá cờ vàng ba sọc đỏ kìa, thì các vị phải làm thế nào, tôn vinh nó thế nào, đúng nơi đúng chốn lúc, đừng có chống phá Việt Nam thì chúng tôi không nói làm gì. Nhưng mà ngược lại các vị toàn làm ba cái chuyện bệnh bạ, làm ba cái chuyện tào lao, tôi phải nói. Và bây giờ cờ vàng chấp nhận quỳ gối trước cái cờ bông mai của tên Hoàng Cơ Minh, nó tạo ra từ năm 1800 1980 82 có gì anh hùng, có gì hay ho, tiện thể nói luôn này, như tên Xiêm Thái à, tên Nguyễn Linh, Nguyễn Thái Hưng, Dũng Bô Ba, tất cả mọi thứ này trước đại hội đảng các vị càng sủa nhiều, người dân người ta lại càng ghét. Các vị ra diễn đàn nước ngoài các vị muốn nói năng nói quậy, muốn nói nào cũng được, thậm chí các vị ở trong nước các vị mời diễn đàn là các vị chửi từ tổng bí thư chủ tịch nước cho đến thủ tướng chủ tịch quốc hội, nếu mà các vị bảo các ông làm sai thì các vị trực tiếp gặp các ông là các vị lãnh đạo nói bảo là những vấn đề những quan điểm như thế này thế này các ông làm chưa đúng, lòng dân chưa hợp thì được. Còn ở đây các vị lôi lên clip các vị miệt thị sỉ nhục bôi nhọ danh dự lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội chính phủ, như vậy á các vị vi phạm, và những người dân bình thường như tôi quy các vị là những thành phần phản động phản quốc, kích động phá hoại làm náo loạn dư luận, nên đề nghị cơ quan an ninh của các địa phương tìm cách xử lý triệt để trước đại hội 13 của Đảng, trước trong và sau đại hội 13 của Đảng, nghĩa thành phần này cũng nên xử lý.
Đồng thời á, đừng quên những thành phần núp lùm. Những thành phần núp lùm là những thành phần lôi kéo cực kỳ nguy hiểm, bởi vì nó âm ỉ mà bề ngoài chúng ta không nhận biết được, trên không gian mạng chúng ta không nhận biết được. Chúng ta đề phòng cảnh giác cực độ đối với thành phần núp lùm âm ỉ, đặc biệt là những cái văn đoàn độc lập, tổ chức xã hội dân sự, tổ chức nâu u đó. Thành Nam nói đúng này, người Việt Nam Cộng Hòa nhiều người quân tử thua, nói thua dẹp bỏ quá khứ cụ thể như Nguyễn Cao Kỳ và nhiều người khác, nên chết mẹ cái đám mượn cờ vàng lừa đảo, lừa dân kích động cổ suý bạo lực khủng bố. Cũng hay mà còn nô lệ là cũng là truyền thống bộ tộc ba que đấy. Đúng rồi, thì Dương Vy đưa ra dẫn chứng cụ thể như vậy. Từ năm 1890 cho đến ngày 6 tháng 1 năm 2021 là kết thúc cái việc đế chế cờ ba que nô lệ trong cờ ba que. Thì chỉ ở Pháp, bây giờ ở Pháp và Đức thì nó vẫn tập hợp cái lá cờ ba que đấy, mãnh liệt ác hơn. Còn bên Mỹ á, nó thế hệ sau nó nô lệ ở đó thì bây giờ bị dẹp bỏ rồi, hỏng rồi. Còn các anh các chị ai yêu cờ vàng thì lên đây, mời lên đây trao đổi giao lưu với Dương Vy.